Cảm ơn quý vị đã đón xem series ký sự trăm năm chợ Huế. Thưa quý vị, hình ảnh chợ quê xưa đến nay luôn là một bức tranh đại diện cho văn hóa mua bán và ẩm thực Việt Nam mà chúng ta thường bắt gặp ở rất nhiều sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhỏ. Trong hầu hết cả khu du lịch từ Bắc chí Nam, kể cả ở nước ngoài. Đó là không gian thân quen, ấm áp, nhiệt tình của người Việt Nam xưa đến nay. Đời sống càng hiện đại thì chợ quê càng được thương nhớ. Thì Trang đang tiếp tục đến với một ngôi chợ đầy thương nhớ như vậy, chợ làng La Chữ, tên dân gian là chợ Chữ. Chợ gắn liền với quá trình lập làng cách đây 665 năm, gắn liền với những dòng họ dân gia vòng tộc như Nguyễn Tiến, Lê Công, Lê Phú, Lê Đình, Trần Hữu, v.v. Dẫu lịch sử của làng có biến động ra sao, thì chợ vẫn vẹn nguyên bản chất của mình. Đồng hành cùng Thùy Trang ngày hôm nay, xin giới thiệu vị khách mời quen thuộc, nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh. Thưa ông, người dân làng La Chữ vẫn còn lưu câu nói thân vô gia, hà vô dân. Có phải là do vùng đất linh thiêng này mà nên hay không ạ? Có thể nói là vùng đất nào cũng thiêng liêng, vì vùng đất nào cũng có cái thần linh ngự trị. Tuy nhiên, cái câu thành ngữ ấy là muốn nhấn mạnh đến là sự thành tựu trong khoa cử và học tập. Họ thân thì không có nhà vì tất cả làm quan lớn ở trong các phủ, các đường. Còn họ hàng của dân là vì tất cả là làm quan. Nhưng ta thấy rằng cái nỗ lực vươn lên của các cái dòng họ này là rất quan trọng. Ví dụ như họ Hà Thúc, ngày đầu tiên là ngày Hà Thúc Lương, ngày đủ cử nhân và đã làm tuần phủ Hưng Yên. Và sau đó các con và các cháu của ngài đều được nuôi dưỡng trong cái môi trường học tập rèn luyện và đã 7 người đủ cử nhân như vậy. Họ thân thì ở An Lộ và Nguyệt Biều cũng như thế. Có rất nhiều người đỗ đạt học vị tiến sĩ được cử nhân trong các vương triều. Vì thế thì dân gian từ Thương Huệ nói một câu như vậy để khích lệ cái tinh thần của thanh thiếu niên vươn lên để học tập như tấm gương của họ thân và của họ Hà Thúc làng La Chữ. Vâng, xin cảm ơn ông. Và trước khi chúng ta tiếp tục đến với những câu chuyện thú vị khác của làng La Chữ, thì xin mời ông cùng Thùy Trang thưởng thức một món ăn sáng dân dã ở nơi đây. Ngày xưa, thèm món quê chỉ có ghẻ chơ làng. Có cung, ắt có cầu. Những món quê giờ phủ về trên mọi nẻo đường thành phố. Ăn sáng ở đâu giờ cũng như nhau. Cùng những bún, cháo, mì, vân vân. Chỉ có cái khác nhau duy nhất, đó là hương vị. Muốn có hương vị ngon thì nguyên liệu phải tươi ngon. Điều này thì làng quê ăn đứt thành phố. Thưa quý vị, Huế đang dần vào mùa mưa. Giờ thì ăn bất cứ món gì người ta đều bỏ thêm rất là nhiều ớt. Ăn cay dường như đã trở thành đặc sản của người Huế. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, cái cách mà người Huế ăn cay phải chăng là để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt của xứ Huế hay không ạ? Vùng người đất chúng ta gọi là ô châu ạc địa. Cho nên là cái xu hướng bắt chước theo những cái người dân bản địa, người Champa cù là ăn rất nhiều ớt. Ớt đấy là nó ngắn được cái hang khí và vì thế trở thành một thói quen ở trong ẩm thực của người Huế và người miền Trung nói chung. Vật thực để ăn là nó đơn giản là một chút cá đồng, một chút cá biển, mà đặc biệt là cá biển mà nếu không có ớt cay thì cũng thể nào ạt được cái mùi tanh của cá. Vì thế dần dần là ăn cay trở thành là một cái khẩu vị đặc biệt của người Huế. Ông cảm thấy như thế nào về hương vị của món ăn ở đây ạ? Hương vị của nó giữ nguyên, nó ngọt, nó dẻo và nó thơm, có cái vị béo của cái chất gạo thuần túy, đúng là cái kỹ thuật chăm lo của chị ở đây là tạo cho chúng ta được một cái hương vị đặc biệt của một bát cháo gạo quê ở La Chữ. Đúng là chợ quê đem lại chúng ta những cái hương vị rất dân dã, mộc mạc và ngon. Chị có thể chia sẻ cái bí quyết để mà nấu cái món cháo này ngon? Thường xưa thì họ nấu đang đi gì cũng biết, cho gì là lấy gạo là gạo lứt họ giả ra rồi bắt họ chuột cho sạch sẽ rồi họ bán cho mình đó. Chị bán cháo ở chợ này được lâu chứ gì? 10 năm rồi. Ngoài cháo ra thì gì còn bán thêm món gì nữa không? Đâu gì bán bún nghề, vì cái đứa con gì làm bún hỉ mà gì bỏ thêm bún hỉ bán, rồi gì cũng lấy thêm chè bán. Bây giờ mới 8 giờ sáng mà đã hết rồi, vậy thì ở đây người ta ăn từ lúc mấy giờ ạ? Con em đi học sớm mà, vì họ đi mua về cho con em ăn, họ đi làm sớm. Thôn quê người ta đi làm sớm, đi làm thợ nề rồi đi làm gần đây cái nào sớm họ ăn sớm. Thưa quý vị, chợ Chữ chỉ có duy nhất một gánh cháo gạo đỏ của dì Mót, giá thì từ 5 đến 7 ngàn đồng. Và cái cách nấu cháo của dì cũng mang một cái hương vị rất riêng của vùng quê nơi đây. Có dịp ghé qua chợ thì đừng quên ghé qua gánh hàng cháo của dì Mót để thưởng thức món cháo đặc biệt này. Chợ Chữ gắn liền với những sản vật hoa màu trong làng,
ngon nhất và là đặc sản nổi tiếng của xứ Huế, đó chính là củ kiều. Kiều trồng trên đất làng, củ nhỏ, nồng, thơm và giòn hơn so với những làng khác. Món dưa chua nổi tiếng của Huế không thể thiếu củ kiều. Kiều bán được giá nhất là vào mỗi dịp Tết, nhưng do là giống cây dài ngày mà người dân đã bớt mặn mà, chuyển nhiều sang những loài cây ngắn ngày khác như cải, hành, ngò. Mẹ có thể chia sẻ cho con được biết cái bí quyết để mà làm dưa kiều dưa giả ngon không ạ? Làm là rang là đô rồi cắt rồi xong xuôi rồi mình rửa sạch rồi mình ướp muối rồi 10 phút chứ rồi dần mới thấu rồi 3 ngày rồi mới dùng được. Cách làm thì nghe cũng khá là đơn giản nhưng mà con thấy có nhiều người làm nó vẫn không được ngon cho lắm. Nó có tay không ạ? Sao mà... người làm hơi ê nữa. Kiều này trước khi làm mình vì sao mình không phơi nặng cho nó giòn ạ? Nặng thì có phơi, còn trời mưa thì chiều. Giờ khi mình sấy, sấy bằng tháng. Kiều nó cũng khá là tốt, nó chữa được khá là nhiều bệnh đúng không mẹ? Ông bà mình là nội là cảm rồi, cảm sốt thì đừng ăn kiều. À, tức là theo dân gian người ta truyền miệng là như vậy, khi mà cảm sốt thì không nên ăn kiều. Vậy bây giờ ở làng mình cái người trồng kiều có nhiều như ngày xưa nữa hay không? Ít con, 10 phần một con hái, dài ngày quá. Hơn nữa là lụt nhiều nữa. Khi tê là đấy thì nhiều lắm con ạ. 10 người một trong 8. Đấy, con xin cảm ơn những chia sẻ của mẹ rất nhiều ạ. La Chử, ngôi làng nhỏ, chân giáp núi rừng hoang vu, ngày nay được gọi đầy ngưỡng mộ là làng cử nhân. Đây là một trong những làng có con em đỗ đạt nhiều nhất Huế, khi những sĩ tử đời này sang đời khác tham gia các khóa thi đều đạt điểm cao. Tất cả đều được vinh danh trang trọng với những lễ nghi truyền thống tại miếu Văn Thánh của làng, nơi thờ Đức Khổng Phu Tử. Và không thể không nhắc đến sự tảo tần của những người mẹ, người cha sớm hôm ngập mình trên đồng ruộng, vườn tược và chờ búa. Họ luôn tự hào với cái nghề nuôi con vào đại học của mình. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, ông có thể chia sẻ về cái truyền thống đỗ đạt của dân làng La Chử? Có thể nói làng La Chử là có hai cái truyền thống, một là truyền thống là võ nghiệp và hai là văn nghiệp. Về võ nghiệp là ta sẽ thấy những cái nhân vật nổi tiếng như là hầu quân đô thống Nguyễn Tấn Lâm, như là đề đốc Lê Quang Tiến, đó là những người thành đạt dưới thời Gia Long Minh Mạng. Văn nghiệp là nổi bật là từ cái đời Thiệu Trì Tự Đức và kéo dài cho đến cuối thời Nguyễn. Người khai khoa đầu tiên là ngài Hà Thúc Lương. Các họ khác cũng có những đỗ đạt như họ Lê Đình, nhánh Lê Xuân, họ Nguyễn, và có những người là đỗ hoàng giáp như là ngài Lê Hoàng. Một cái làng quê nông nghiệp nghèo tại sao mà học tập được như vậy là vì sự gánh đua trong thanh thiếu niên nho sĩ lúc bấy giờ. Có những người vừa thả cái cày xuống tiếp tục đi thi và đỗ đạt. Ở đây bây giờ là còn cái xóm trường, là nơi mà cái trường thi được tổ chức từ năm 1884. Và làng này đã tôn thờ Văn Thánh, tức là Khổng Tử, Tứ Phối, Thập Triết và Thất Thập Nhị Hiền, là một sự khích lệ cho tinh thần học tập nói theo của cái sĩ tử. Nhiều người cho rằng giới thiệu văn hóa vật thể đến với du khách thì phải là cái gì đó lớn lao hoành tráng, một không gian mênh mông gắn liền với những kiến trúc cổ, những hồ ao vuông vức. Tuy nhiên, ít người để ý, không gì thu hút khách thập phương bằng cảnh mua bán của một ngôi chợ bên đường. Cảnh trí tấp nập bảng mua, nó hằng sâu trong ký ức của bất kỳ một con người nào ở bất kỳ đâu. Con chào mẹ Dứa. Mẹ đã gắn bó với cái nghề máy này được bao nhiêu năm rồi ạ? 50 năm rồi. 50 năm làm nghề máy này rồi. Trước đây là mẹ máy ở đâu ạ? Mẹ ở chợ cứu ạ. Bây giờ ở chợ thì thường là mẹ sẽ máy những cái mặt hàng nào ạ mẹ? Mẹ máy đồ cho lắm đúng rồi đó, mà ba thì là đồ bộ dài. Máy cả ba ba, đồ bộ rồi ảo dài nữa. Tức là ở quê thì người ta vẫn thích mặc hàng máy hơn. Thích hàng máy. Một bộ đồ như vậy thì mẹ máy là tầm bởi giá bao nhiêu tiền hả? Bộ ba ba là 8 ngàn. Trong gia đình của mẹ thì có ai theo cái nghề máy này không? Bỏ hết rồi, con tôi có máy thì con bỏ. Làm ít tiền đấy.
Ở chợ mình thì có nhiều người máy giống mẹ không hả mẹ? Hết rồi. Một ngày như vậy mẹ sẽ máy được tầm bao nhiêu bộ quần áo ạ? 2 bộ. Mẹ máy ở chợ này lâu như vậy thì cũng là nổi tiếng ở làng này rồi đúng không ạ? Bây giờ con về làng không hỏi tên mẹ là chắc là ai cũng biết. Những làng khác họ máy, chợ họ máy, máy như tiền sư đó. Xung quanh làng mua, ven là họ biết hết. Dạ rồi, con cảm ơn mẹ nhiều. Chợ nằm sát đình La Chữ, chinh in như cột đình La Chữ. Câu nói dân gian để thấy hết cái quy mô đồ sộ của ngôi đình này. Tất cả những cột đình xưa của làng đều làm từ những cây mít cổ thụ, đầy uy nghiêm và linh thiêng. Tiếc rằng đình đã bị hỏa thiêu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Mãi đến năm 1957, đình mới được xây dựng lại. Đình biểu tượng của Nam quyền, đại diện cho ngôi làng về mặt chính trị và quyền lực. Tuy nhiên, đại diện cho nền nhân bản của làng Mạc, vinh dự đó nó phải là của chợ, biểu tượng của phụ nữ nẹp mình sạc bên ngôi đình. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, có rất nhiều ý kiến khác nhau về đình làng, là nơi nghỉ chân của dân làng, là trụ sở hành chính của một ngôi làng, hoặc là nơi thờ thần đất thần nước của người Việt xưa. Vậy thì ý nghĩa chính nhất của đình làng xưa đến nay là gì? Chức năng của ngôi đình có thể nói là một cái nhà văn hóa truyền thống đa chức năng. Trước hết nó là một công sở, nơi là viên chức làng làm việc hàng ngày, và là nơi thờ vọng thần linh mà thôi. Gọi là thờ vọng là vì thần linh được thờ ở các am miếu rồi. Bây giờ khi nào thu tế xuống tế mới thịnh các ngài về trước sân đình làm cái rạp thật lớn để cử hành đại tế. Có thể họp toàn dân ở đình, có thể xử án tất cả những cái hành vi phạt và cũng tại đình, và có thể tổ chức diễn tuồng để giúp cho mọi người được xem đông đúc đầy đủ. Vậy thì chức năng đa văn hóa của đình là rất quan trọng và nó gắn liền trong cái trường kỳ lịch sử của đất nước chúng ta. Cái đình làng là chữ chúng tôi thì hướng là xây về hướng chánh bắc, và trước cái hướng của đình là có một con sông, và con sông này nó chảy uốn khúc chín khúc gọi là cựu khúc Long Giang, và con đường gọi là cựu khúc đào lộ. Đầu làng ở phương thượng thì có một cái đoạn đất nó phình ra, từ chỗ đó người ta nhìn vào ta thấy là coi như một cái lá cờ đài treo trước đình làng, hay là lá cờ tiên đạo. Đoàn chính giữa làng thì có một cái phong thủy là rất đặc biệt, đó là cái thế đất là bụt nghiêng của dân làng. Trước mặt của cái điện thờ của ngài Thanh Hoàng thì là có một bầu sen, nhiều người cho đó là một cái bầu sữa mẹ, cái nơi để mà nuôi dưỡng dân chúng, và vì nó tỏa nước ra cho các đồng ruộng. Cuốn sách A Supplement to the Voyage Round the World, tạm dịch là những bổ sung cho hành trình vòng quanh thế giới của William Dampier, viết năm 1688, miêu tả những ngôi chợ làng ở Việt Nam như sau. Những khu chợ này bán nhiều gạo, vì đây là thực phẩm chính của họ, nhưng cũng không thể thiếu thịt lợn, gà, trứng, các loài cá và đủ các loài rau thơm hoa quả. Họ chế biến đồ ăn ngon, sạch sẽ, nhưng cũng có món ăn mà người phương Tây sẽ không thích. Trong là gì? Cá này thì chị lấy hàng ở đâu vậy chị? Dưới chợ Đầu Mối á, trên đường Điền Hồng khoảng cái dặm đi. Nhưng mà đây là cá này là cá Đông Nam. Cá mà nào sống vậy là chị bán một ký bao nhiêu tiền? Cá này nào 1.6 kg. 1.6 kg là chị chưa nếm gia vị à? Nếm gia vị rồi là mình bán lại có tầm rưỡi. Là vì mình có hành có đâu có tăng rồi. Là mình bán rẻ hơn. Chị thấy làm cái nghề cá này điều chi là vất vả nhất ạ? Vất vả thì cái nghề chị cũng là vất vả chứ. Chị bạn ở chợ này được lâu chưa? 10 năm. Thì Trang thấy tiểu thương ở đây không chuyển ra chợ mới để bán ạ. Ở đây chỉ còn mời bốn chủ để thấy con cả nữa mà chứ. Chị có hảo hức để mà chơi ra chợ mới không ạ? Chị quen chứ mình ngồi quen là mình đưa bạn chủ cũ để tin là muốn chứ có chợ mới là một họ muốn. Một mở cả đấy thì chị bạn bao nhiêu tiền? 10 ngàn mà chơi chợ hệ là 5 ngàn mà.
Cái này là cái gì hả chị? Cái này cà chèn. Cà chèn. Cà đông. Cái này thì chắc là người ta đánh bắt trong ngày rồi bán trong ngày hết. À đi cà đếm nữa có sẵn rồi đếm ở chợ mình thì là cái loài cá gì là ngon nhất? Mắc tùy theo, cả trào đồng, này cả lạc đồng, nói chung cả chí họ thích vì mắc là ngon đó. Lương nó giá bao nhiêu ạ? Cái thiệt là của ai mình được bán 26. Phí 260 ngàn. Con cải giáp thì sao ạ? Cải giáp là 27. Cà rốt rồi chị bạn giá như thế nào ạ? 40. 40 ngàn một ký. Mua theo chợ, theo thị trường. Có khi mua 20 ký, mua 30 ký, có khi mua 50 là phải mua được. Lời cũng rất là ít. Lời ít đây bên là sầu riêng, bên bờ hàng sầu riêng. Lời lúa 5 ngàn, tôi có bao nhiêu tăng tinh chứ là lúc. Anh xin cảm ơn chị rất nhiều. Làng và chợ La Chữ là chứng nhân của con đường thiên lý đạo ngày xưa, trước khi có đường quốc lộ như bây giờ. Cũng bởi vì thế chiến lược về giao thông của sứ Bắc Nam mà vua Quang Trung đã phải điền tiền tướng quân Võ Văn Dũng đem quân về đây đóng tổng hành dinh trong hơn 10 năm, cùng với đội tường binh của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Tại ngôi làng này, vị danh tướng đã lấy người con gái Lê Thị Vi làm vợ chính thức, để những câu ru con ngày nay vẫn vang vọng mãi. Gió đưa 18 lá xoài, lấy trông bình định cho dài đường đi. Đôi trai tài gái sắc ấy, chung sống với nhau được 10 năm thì Tây Sơn thất thủ. Dẫu Triều Nguyễn có muốn xóa sạch giai đoạn lịch sử của thời Tây Sơn, thì làng La Chữ vẫn truyền đời được nhiều chữ tích từ lăng mộ của vợ chồng quan tư đồ Võ Văn Dũng đến võ mộ tộc hay những địa danh như đất Công Dinh, chỉ đài đồn tổng hành dinh, nên võ hội, nơi thao trường luyện quân, và đặc biệt là quả chuông đồng đúc năm 1791 trong chùa làng với những nét hoa văn không nơi nào có được. Thì cái chuông này được đúc chủ tạo năm 1791 với sự là tài trợ của vợ chồng tướng Võ Văn Dũng và bà là phu nhân chánh thức là Lê Thị Vi, là người làng La Chữ thuộc về họ ở đây, cũng là do cái ông hội thủ là Lê Quang Học, tức là ông thân phụ của bà Lê Thị Vi là làm hội thủ, thì chủ tạo đúc vào trong cái năm đó để mà cúng hiến cho chùa La Chữ. Hiện tại là toàn quốc đó, cái đời của vua Quang Trung là chỉ còn chùa này thôi, độc nhất, chắc không có. Chỉ cạnh thành nữa thì có, chứ không mà chùa vua Quang Trung thì chỉ có cái chùa này thôi. 1791 là năm Tân Hợi. Chợ Chữ như bao chợ quê khác, ngoài chức năng thương mại, chợ còn là một phức thể văn hóa bị ràng buộc và quy định trong nhiều mặt, nhất là với tính đặc thù của làng quê xứ Huế. Vẫn còn đó những đòn gánh đè vai, lấy công làm lại, và hầu như chẳng có gì thay đổi về cấu trúc dù hàng trăm năm đã trôi qua. Dì giới thiệu cho con biết những cái loài hàng mà dì bán ở đây ạ. Dì bán là nón, giáo, kiêng, lo, chiếu, là thùng mụn rồi đó. Là những cái hàng này là hàng chợ nhà quê. Chiếu thì dường như là người ta ít sử dụng hơn. Ngày xưa thì dì bán chiếu là rất nhiều, ngày khoảng 10 chiếc, 15 chiếc. Mà hôm nay là dì bán chiếc khoảng 3 chiếc, 5 chiếc nữa. Chiếu thì mình bán giá như thế nào ạ? Nói chung là chiếu thường là chiếc 50, 40, chiếu đẹp chiếc 800. Thường dì nhập hàng chiếu ở đâu về? Dì nhập Hà Nội. Ở Huế mình không có cái làng nghề làm chiếu. Có, nhưng mà Huế mình lấy chắc là vì giá chiếu đóng ba là mắc hơn Hà Nội. Nón này dì lấy hàng ở đâu? Nón dì lấy ở Xì á. Quê họ đem lên đây mình lấy. Mà nhiều lúc họ không đem lên hệ cho mình về Huế lấy. Dì bạn ở chơi nay lâu chưa hả dì? Bạn 20 năm. Chờ ngày xưa vậy bây giờ có gì khác nhau không? Có gì thay đổi hay không? Thế gì con thấy là cành chờ là đinh lang đang chuẩn bị tế lang. Chị em tiểu thương có tham gia vào cái lễ cúng tế đấy không? Có chứ. Nhiều. Năm nào cũng giống năm nào cũng chỉ mưa. Những cái ngày mà lễ lang như vậy thì chúng ta chỉ họp chờ vào buổi sáng sớm. Và chiều là tất cả tiểu thương nghỉ hè để đi ra lễ lang. Con xin cảm ơn những chia sẻ của dì rất nhiều.
mỗi ngôi chợ đều là chứng nhân lịch sử của một vùng đất, nơi bạn thấy rõ nhất một xã hội thu nhỏ với những con người, tiếng nói, tập tục và những đặc sản của địa phương. Muốn hiểu biết về làng như một phức thể rộng lớn, ta nên hiểu sâu những bộ phận khớp nối quan trọng của phức thể ấy. Đó chính là chợ làng. Và làng, đó là nơi bắt đầu cho mọi sự hiểu biết về Việt Nam. Ngôi chợ chữ nhỏ bé, bình dị, vẫn theo nhịp điệu của vùng đất linh thiêng hàng trăm năm nay, kể lại cho con cháu nghe những đúc kết lịch sử đầy thú vị và ý nghĩa. Trăm năm chợ Huế kỳ này cũng xin được khép lại ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.